100.000 đồng, bà Cẩm Chi hội trưởng phụ nữ 100.000 đồng, hội cựu chiến binh thôn Mai Hà ủng hộ 500.000 đồng, ông bà Chính Đức 500.000 đồng, ông bà Cải Phụ 50.000 đồng, ông bà Cải Ký 100.000 đồng, gia đình ông Lê Thế Tiến 1.000.000 đồng, hội đồng dâu chị Nguyễn Thị Liên Hợp là hội trưởng ủng hộ 500.000 đồng, gia đình ông Trần Như Đại ủng hộ 50.000 đồng, gia đình ông Trần Như Thi ủng hộ 1.000.000 đồng, và vừa rồi là ông Nguyễn Văn Tiến Thơ ủng hộ 200.000 đồng. Thay mặt ban tổ chức chúng tôi xin ghi nhận và xin được chân thành cảm ơn. Thành công tốt đẹp, chúng tôi rất cần đến sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, các tổ chức kinh tế xã hội, các hội đồng viên, ban ban ký ghi nhận sự ủng hộ của quý khách về tham dự lễ hội tại trung tâm khán đài lễ hội. Đây là áo của anh đã sửa xong. Lãnh đạo của thôn Nguyễn ủng hộ 200.000 đồng, lãnh đạo thôn Thắng Lợi ủng hộ 200.000 đồng, lãnh đạo của thôn Đông Phước ủng hộ 100.000 đồng, lãnh đạo thôn Đồng Giang ủng hộ 200.000 đồng, lãnh đạo thôn Mai Dung ủng hộ 200.000 đồng. Vâng, có thể nghe em có lấy được sới thôi.